Chàng trai này vừa tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một chiếc thang máy bí mật. Anh ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Lát sau khi cửa thang được mở ra thì có một nhóm đàn ông tụ tập xung quanh. Thomas hoang mang lo sợ là mình bị làm thịt hay gì đó cũng nên. Phản ứng đầu tiên của anh ta đó là chạy. Thế nhưng vì chạy ngáo cần quá nên lộn nhào trên cỏ vài vòng. Thomas nhìn lên và thấy rằng có những bức tường đá cao xung quanh mình. Sói à, không còn nơi nào để chạy trốn đâu. Sau đó, Thomas bị ném vào hầm và nhốt lại, không có cửa trốn. Khi chắc chắn rằng Thomas đã bình tĩnh lại, lãnh đạo ở đây, Albi đã đưa Thomas đi làm quen với môi trường. Mặc dù nơi này không quá lớn, nhưng mọi người đều phân chia công việc để giúp nhau hoàn thành. Công việc chỉ có ăn, ngủ, trồng lương thực, nhìn thì ngày tháng trôi qua cũng không đến nỗi. Albi nói với Thomas, nơi này chỉ toàn đàn ông, và thang ngầm sẽ cung cấp vật tư và đưa người mới đến mỗi tháng một lần. Và người được đưa đến của tháng này là Thomas. Anh chàng vô cùng thắc mắc, tại sao tháng này lại nhất định phải là mình chứ? Albi giải thích, ở đây, người nào cũng giống như Thomas hết. Họ đều không có ký ức gì khác ngoại trừ việc nhớ tên mình, và càng không biết tại sao mình lại được đưa đến nơi này. Cuối cùng, Albi nói với Thomas, tuyệt đối không được lại gần bức tường mê cung. Điều này có nghĩa là đằng sau những bức tường cao kia là mê cung rồi. Như vậy lại càng làm thanh niên Thomas cảm thấy tò mò. Con người là kiểu càng không được phép thì càng muốn làm. Huống hồ Thomas còn tận mắt thấy có người chạy ra khỏi mê cung. Thomas không chịu nghe lời khuyên can, định đột nhập mê cung, nhưng kết quả là anh bị một người tên là Gali vật ngã xuống đất. Thomas cực kỳ không phục, sao lại đá người ta thế? Quân tử động khẩu không động thủ. Sau đó, bức tường đá phía sau bắt đầu di chuyển, lối đi ban đầu rộng rãi giờ đã nhanh chóng bị đóng lại. Chuyện này càng làm cho Thomas ngơ ngác ngỡ ngàng. Anh bạn mới quen, Neil nói với anh rằng mê cung chỉ mở vào ban ngày, cứ đến tối thì sẽ được đóng lại. Đồng thời, những thay đổi khác nhau sẽ diễn ra bên trong mê cung. Vậy nên trong số họ chỉ có Runner mới được phép vào mê cung. Nhưng ngay cả Runner cũng phải quay lại trước khi màn đêm buông xuống. Bởi vì bên trong mê cung có quái thú, không có người nào bị mắc kẹt trong đó có thể sống sót qua một đêm. Tóm lại, cú sút Gali dành cho Thomas cũng là để cứu anh. Thomas hiểu được sự nguy hiểm của mê cung, nhưng đồng thời anh cũng đoán rằng lối thoát ra ngoài duy nhất là đi qua mê cung. Điều đó có nghĩa là anh sẽ không thể ra khỏi nơi ma quái này trong một thời gian. Neil khuyên anh đừng bi quan quá, nói rằng Runner đánh dấu 3 năm liền trong mê cung, có lẽ một ngày nào đó họ có thể đi ra ngoài. Nhưng thật khó mà Thomas có thể lạc quan như vậy. Hôm sau, anh thảo luận với Neil về cách thoát ra ngoài khi đang làm việc ở nông trại. Chúng ta không thể trèo tường mê cung dọc theo dây leo sao? Chúng ta không thể trốn trong thang máy quay lại kia được sao? Neil nói rằng họ đã thử những cách này từ trước, nên đừng có nghĩ đến nữa, hãy làm gì đó thiết thực hơn. Nói xong thì Neil ném giỏ cho Thomas, bảo anh đi vào rừng để lấy ít phân để về bón cây. Thomas một mình đi vào sâu trong rừng, chuẩn bị lấy ít phân bón chất lượng cao. Thế nhưng anh ta lại tìm thấy mấy bộ xương người, rồi đột nhiên có người trông kỳ lạ thình lình xuất hiện đằng sau Thomas. Người đàn ông này là một thành viên của Runner, Ben. Ngay khi Thomas tiến tới chào hỏi, thì anh ta lao lên như một con thú và hạ gục Thomas. Miệng thì vẫn cứ liên tục nói, tao nhìn thấy hết rồi, tất cả đều do mày làm. Càng nói thì càng mất kiểm soát đòi xử Thomas. Trong lúc đó, Thomas không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ đến việc trốn thoát. Mãi đến khi chạy về trại, anh mới được những người khác giải cứu. Albi với kinh nghiệm phong phú vừa nhìn đã biết Ben không bình thường. Khi lật áo của Ben lên nhìn, thì thấy anh ta thực sự đã bị quái vật trong mê cung cắn. Một khi bị nhiễm virus do quái vật mang theo thì dần dần sẽ mất trí, trở thành một thây ma tấn công mọi người ở khắp mọi nơi. Để bảo vệ những người khác trong trại, mọi người phải đẩy Ben vào lại mê cung để anh ta tự sinh tự diệt. Đêm đó, Thomas đã có một giấc mơ kỳ lạ. Anh đang nằm trong cục thí nghiệm với một cô gái, được vây quanh bởi một số nhà thí nghiệm không rõ mặt, còn có một người phụ nữ cứ liên tục lặp đi lặp lại câu, hiệu quả khá ổn. Sau khi thức dậy, Thomas tình cờ nhìn thấy Albi và Minho theo sau các dấu chân của Ben vào bên trong mê cung. Tuy nhiên, trời bất chợt đổ cơn mưa, mọi người nhìn vào lối vào của mê cung và không khỏi lo lắng. Trời bắt đầu tối dần mà vẫn không thấy ai trở lại. Minho lại xuất hiện vào lúc hoàng hôn kéo Albi đang bị thương, nhưng họ không thể tới được lối vào đóng cửa kịp thời gian. Khi bóng tối buông xuống thì cánh cửa đóng lại, không ai ra ngoài được. Những thanh niên khác đều lần lượt tỏ ra tiếc nuối và đau buồn, thông báo trước việc mất hai tướng lãnh đạo. Ngay lập tức Thomas chạy vào mê cung để giúp đỡ. Minho thấy vậy thì cũng ngỡ ngàng, có tin tôi báo cảnh sát cho cậu về việc tự ý đưa mình vào chỗ đóng hòm không vậy? Trời nhanh chóng tối sầm lại và một luồng khí nguy hiểm dần dần ập đến. Minho đề nghị bỏ lại người đang hôn mê bất tỉnh, Albi. Hai người bỏ chạy thì không chừng vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Hiện tại thì không thể hành động như thế này được. Lúc này, Thomas đột nhiên nảy số. Anh sẽ cùng với Minho phối hợp trói Albi lại bằng dây leo, rồi treo anh ta lơ lửng giữa không trung. Khi gần đến phút cuối cùng, Minho đột nhiên buông tay bỏ chạy. Hóa ra con quái vật River đã đến ngay trước mặt. Thomas thấy vậy thì nhanh chóng trốn trong dây leo không dám ra. Ngay khi con quái vật đi ngang qua thì anh thắt chặt nút dây lại. Sau khi đảm bảo rằng Albi không rơi xuống được, thì anh mới đi trốn tiếp. Nhưng vừa mới được vài bước chân anh đã dẫm phải một đống chất nhầy ghê tởm. Sau đó, con River từ trên trời rơi xuống. Đây là một con quái vật trông giống như một con nhện, nhưng con quái vật nhầy nhụa xấu xí này lại có chân bằng máy. Xem ra thì nó cũng được con người thả ra. Dựa vào cơ thể linh hoạt và vầng hào quang của nhân vật chính, Thomas thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Cuối cùng, Thomas còn lợi dụng lối ra sắp bị đóng để kẹp River. Bằng cách này, ba người họ đã thành công sống sót qua đêm trong mê cung. Khi đám đông nhìn thấy họ ra khỏi mê cung thì không thể tin được. Đây là lần đầu tiên có người sống sót
soát trở về sau một đêm trong mê cung, nhưng vết thương của Albi không khả quan. Ông ta vì bị nhiễm virus mà tinh thần không được minh mẫn. Khi mọi người ca ngợi Thomas tuyệt vời như thế nào, nhưng Gali lại cực kỳ tức giận vì Thomas đã xử gọn con quái vật. Điều này phá vỡ sự chung sống hòa bình giữa quái vật và con người. Nói rằng Thomas phải bị trừng phạt, nhưng con quái vật đã tấn công rất nhiều runner của anh mà, làm sao có thể gọi là chung sống hòa bình được. Minho nghĩ Thomas dũng cảm và tháo vát, và Neil, phó lãnh đạo của nhóm, thay vào đó chỉ định Thomas là một runner. Những người khác cũng bắt đầu tham gia vào. Trong khi mọi người đang tranh luận thì thang máy lại kêu lạch cạch, mà Thomas đến đây còn chưa đầy một tháng. Ngay sau đó thậm chí còn có điều độc đáo hơn đã xảy ra. Lần này thang máy lại gửi đến cô gái duy nhất từ trước đến giờ, và trong tay cô ấy còn giữ một tờ giấy với nội dung rằng mình là người cuối cùng được đưa đến đây. Ngay khi mọi người đang thắc mắc thì cô gái đột nhiên tỉnh dậy. Vừa mở miệng, cô nàng đã gọi tên của Thomas. Ánh mắt mọi người lần lượt đổ dồn vào người được gọi tên kia, nhưng anh có còn nhớ gì nữa đâu, vậy nên chắc chắn cũng không quen cô gái này. Cuối cùng, Thomas lại dẫn Minho và những người khác vào mê cung, bởi vì anh ta nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu mê cung. Họ quay lại cùng một con đường và tìm thấy thi thể của con quái vật. Họ cũng đã lấy được ra một thiết bị cảm biến phát ra tiếng bíp bíp từ xác nó. Trên đó ghi là cục thí nghiệm vùng đang xuất thảm họa của trái đất, sau đây gọi tắt là cục thí nghiệm. Trùng hợp là cụm từ tương tự cũng đã xuất hiện trong thang máy khi mang đồ đến, cho nên người đã đưa họ đến đây cũng chính là những người đã tạo ra loài quái vật này. Thomas vững tin rằng thiết bị cảm biến này có thể giúp họ tìm thấy lối ra trong mê cung. Nhưng tại thời điểm này, người luôn ủng hộ anh là Minho lại dội một gáo nước lạnh. Minho cho Thomas xem mô hình mê cung được làm thủ công. Đây là tất cả thành quả sau 3 năm tìm kiếm của Runner, nhưng ngay cả khi họ chạy đến mọi ngóc ngách của mê cung thì cũng không tìm được lối ra. Minho nói thêm rằng mê cung được đánh số thành 8 khu vực, các khu vực này được bật và tắt theo thứ tự, các khu vực khác nhau mở cửa mỗi ngày. Thomas nhìn vào số 7 được viết trên thiết bị cảm biến, nó có thể tương ứng với khu vực thứ 7 của mê cung. Hay là chúng ta thử thăm dò khu 7 xem sao nhỉ? Lát sau, có hai chàng trai chạy đến báo với họ cô gái kia đã tỉnh. Cô gái duy nhất nhìn thấy rất nhiều đàn ông cùng một lúc, tay đang cầm mã tấu đứng trên bục cao bật chế độ phòng thủ. Thomas với tư cách là người đàn ông được cô gái gọi tên nên mới có cơ hội lên bục khuyên ngăn. Thomas giải thích ngắn gọn tình hình ở đây, an ủi cô rằng bị mất trí nhớ là một chuyện thường nên đừng sợ. Cuối cùng, cô nàng bình tĩnh lại và nói với Thomas tên mình là Teresa. Nhưng Teresa vẫn không hiểu, kể từ khi ngất đi, cô vẫn luôn ở trong vòng lặp giấc mơ. Nghe cô kể thì đó cũng chính là giấc mơ của Thomas. Anh chợt nhận ra cô gái xuất hiện trong giấc mơ của mình lúc trước là Teresa. Như vậy thì có thể thấy đó không phải là mơ, mà là một đoạn ký ức đã xảy ra ở hiện thực. Sau đó, Teresa rút ra hai ống tiêm chứa đầy chất lỏng không xác định, thấy chữ cục thí nghiệm quen thuộc phía trên, Thomas mừng rỡ, nghĩ đến Albi bị thương nặng sắp không qua khỏi, nên anh đã lấy một ống tiêm trong đó để tiêm cho Albi, và đúng là đã có hiệu nghiệm. Vừa tiêm xong thì Albi đã dừng việc gào thét và mất trí. Ngày hôm sau, Minho và Thomas lại vào mê cung. Với sự chỉ dẫn của thiết bị cảm biến này, cả hai đã tiến vào vực sâu hiểm trở thành công. Họ đã phát hiện ra một vòng tròn, nơi mà có dính chất nhầy của Griever. Lúc đó, một làn tia laser đỏ quét qua hai người. Hệ thống mê cung dường như phát hiện ra rằng người đến không phải là quái vật nên đóng ngay lối ra lại. Đồng thời, nhiều bẫy khác cũng đã được kích hoạt định kẹp chặt họ. Cũng may là hai người chạy nhanh nên thoát hóa kiếp trong gang tấc. Cả hai đều cho rằng lối đi vòng tròn kia chính là lối ra, vì con quái vật có thể vào mê cung từ đó, nên mọi người cũng có thể ra khỏi đó. Gali là người không đồng ý với kế hoạch của họ, vì anh sợ hang ổ của quái vật ở phía sau lối ra đó sẽ nhiều hơn. Chưa kịp nói cho ra nhẽ thì Albi đã tỉnh lại. Anh ta thậm chí còn lấy lại được trí nhớ của mình. Albi dường như cũng đã quen với Thomas của lúc trước. Cậu buồn bã nói mục tiêu cuối cùng của cuộc thí nghiệm là Thomas, những người bị mắc kẹt ở đây cũng đều là do anh mà ra. Thomas bị ngây ra trước những lời Albi vừa nói. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị đổ lỗi. Anh chàng bị nhiễm virus trước đó đã nói điều tương tự. Còn chưa kịp xong chuyện này thì chuyện khác lại đến. Đêm nay, lối vào mê cung không hề đóng lại khi màn đêm buông xuống. Âm thanh lạ vang lên, River đang đến đây từ mọi hướng. Một cuộc thảm sát vô cùng đẫm máu chính thức bắt đầu. Mọi người nháo nhào chạy quanh. Albi cũng bị quái vật bắt đi mất. Cuộc tấn công đã càn quét hơn một nửa dân số của trại. Gali xông lên và đánh Thomas, buộc tội anh là kẻ gây họa. Cú đấm này đã khiến Thomas nhận ra mình phải tìm ra sự thật càng sớm càng tốt. Anh quyết định mô phỏng lại cách Albi phục hồi trí nhớ. Đúng vậy, chính là làm cho bị trúng độc. Thomas cố tình tự đâm mình bằng kim độc của quái vật, cố gắng phục hồi trí nhớ. Cái con người này thật kỳ cục, cứ thích đâm đầu vào chỗ không lối thoát. May mắn thay, Teresa vẫn còn một ống tiêm nữa. Mọi người dùng nó để cứu sống Thomas. Hành động của Thomas đã giúp anh nhớ lại một số chuyện. Sau khi tỉnh lại, anh nói với mọi người sự thật về những gì mình nhìn thấy sau khi bị trúng độc. Hóa ra, anh và Teresa đều là nhân viên nội bộ của cục thí nghiệm WCKD. Các đối tượng còn lại là đối tượng nghiên cứu của cục thí nghiệm. Qua nhiều năm họ đã quan sát và thử nghiệm những người đã được gửi đến trại. Nhưng cụ thể lý do là gì thì phần ký ức đó Thomas không lấy lại được. Cùng lúc đó, đội phó Gali đã nắm quyền chỉ huy trại thay cho Albi. Trước giờ anh ta luôn phản đối các hành động tự đưa mình vào chỗ hẹo của Thomas, chủ trương tuân thủ các quy tắc và duy trì hiện trạng để khôi phục lại hòa bình cho trại. Anh quyết định hy sinh Thomas và Teresa cho quái vật. Anh ta cho rằng chỉ có như vậy, quái vật sẽ không xuất hiện và làm họ sợ hãi. Thời khắc quan trọng, Minho, Neil và những người khác đã hợp lực để cứu hai người. Họ quyết định cùng với Thomas
Lucas đi tìm lối ra của mê cung, đây khác nào tạo phản. Gali đã cảnh báo rằng đừng gây rắc rối vì trại là nhà của họ. Bước vào mê cung là tìm đến cái quan tài. Thomas vặn ngược lại rằng, thà mạo hiểm ra ngoài còn hơn ngồi chờ đắp chiếu ở đây. Trại không phải là nhà mà là lồng giữ chân. Những lời này chạm đến trái tim của mọi người. Trong số những người ở phe Gali đã có người đứng ra, tham gia kế hoạch trốn thoát của Thomas. Thế là Thomas đưa những người sẵn sàng rời đi tiến vào mê cung. Sau khi họ làm việc cùng nhau để tiêu diệt con quái vật đầu tiên, thì xuất hiện thêm nhiều quái vật tràn lên phía trước. Trong lúc hỗn loạn, Thomas bảo Teresa mở lối ra bằng thiết bị cảm biến, nhưng nào ngờ còn phải nhập mật khẩu gồm 8 chữ số nữa. Thomas chợt nghĩ mê cung cũng có 8 khu, anh vội gọi Minho để nói ra vị trí các khu để nhập số. Nhưng Minho vừa nói 4 chữ số đầu tiên thì bị con quái vật trà sát trên mặt đất. Thời khắc nguy cấp, một thành viên trong nhóm đứng ra, dùng hết sức mình để cứu Minho. Nhờ vậy mà Teresa mới có thể giải mã được mật khẩu, lối thoát đã được mở thành công. Khoảnh khắc lối ra mở ra, tảng đá phía trên mê cung bắt đầu sụp đổ. Tất cả những con quái vật đuổi theo họ đều bị nghiền nát đến mất mạng. Dù khủng hoảng tạm thời đã qua đi, nhưng trận giao tranh ác liệt vừa rồi cũng khiến nhiều người thiệt mạng. Những người sống sót tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt họ là một căn phòng đầy cái xác chất thành đống, tất cả đều bị bắn bởi súng đạn. Thomas ngộ ra, đây chẳng phải là cục thí nghiệm trong giấc mơ của anh và Teresa sao? Nó có phải là căn cứ của mê cung của cục thí nghiệm không? Thomas đã mở khóa bảng điều khiển bằng dấu vân tay của mình. Trưởng phòng Ava trong mơ xuất hiện trên màn ảnh. Đây là những gì bà ta quay trước cho những người sống sót sau mất trí nhớ. Bí ẩn về sự tồn tại của mê cung được giải thích. Hóa ra là hành tinh này đã bị tàn phá bởi một ngọn lửa năng lượng mặt trời lớn. Vô số người bị thiêu rụi, dẫn đến thảm họa nạn đói lan rộng khắp thế giới. Điều khủng khiếp hơn là kéo theo một đại dịch của một loại virus hủy diệt, được gọi là hỏa khuẩn. Nó tấn công não người là chủ yếu. Những người duy nhất không bị nhiễm bệnh là một nhóm trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ này là hy vọng của con người để chống lại virus. Vậy nên cục thí nghiệm để những đứa trẻ miễn dịch với virus này trong môi trường khắc nghiệt, để rồi quan sát hoạt động não bộ của họ và dựa vào cách cắt đứt liên lạc để nghiên cứu sự khác biệt giữa họ và những người bình thường, hy vọng tìm ra cách chữa khỏi bệnh. Nhưng tiếc là tiến độ của thí nghiệm cực kỳ chậm, không phải ai cũng đồng ý với cách tàn bạo mà họ đối xử với các đối tượng nghiên cứu. Cuối cùng thì những người phản đối đã phá cục thí nghiệm và hóa vàng những nhân viên ở đó. Nói xong những điều này thì Ava trong video cũng tự bắn mình. Vào khoảnh khắc sự thật được hé lộ thì cánh cửa cuối cùng từ từ mở ra. Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi thì Gali xuất hiện với một khẩu súng. Nhìn thì có vẻ như anh ta đã bị Griever cắn. Gali trong cơn mê sảng yêu cầu mọi người ở lại trong mê cung. Đã vậy còn ngắm chuẩn vào Thomas định bắn. Cùng lúc đó, Minho đứng ra dùng cây giáo đâm vào ngực Gali. Gali thì ngã gục còn Thomas không hề hấn gì. Khi mọi người thở phào nhẹ nhõm thì chắc người trẻ nhất trong đoàn đã ngã xuống. Anh chàng đã chặn một phát súng cho Thomas. Trước khi đăng xuất chắc đưa kỷ vật là tự khắc chính mình giao cho Thomas và dặn dò nếu có cơ hội gặp bố mẹ ruột cậu thì mong Thomas hãy trao lại nó cho họ. Chắc bị mất trí nhớ nên đương nhiên không biết bố mẹ mình là ai, nhưng con người hễ sinh ra thì đều có đấng sinh thành. Đây là cách anh thể hiện sự khao khát của mình đối với thế giới bên ngoài. Thomas gào khóc thảm thiết, nhưng còn chưa đợi được thi thể của chắc nguội đi thì một nhóm người đeo mặt nạ xông vào. Đó là nhóm đối lập được đề cập trong video của Ava. Họ tàn nhẫn kéo mọi người đi rồi đưa lên một chiếc trực thăng. Cùng lúc đó, ở căn cứ, Ava vốn tự tử bằng súng đã xuất hiện một lần nữa. Hóa ra là bà ta chỉ giả vờ ngắm gà khỏa thân mà thôi. Tất cả mọi thứ đều là một phần của kế hoạch. Ava thông báo cho phần còn lại của bộ phận cục thí nghiệm. Giai đoạn đầu của thử nghiệm đã rất thành công, vì có nhiều người sống sót hơn họ mong đợi. Biểu hiện của Thomas càng làm họ vui mừng khôn xiết. Và giai đoạn thứ hai sắp bắt đầu. Ava tin kết quả sẽ không làm họ thất vọng. Máy bay trực thăng bay qua thành phố đổ nát. Một mê cung được xây dựng trong một vùng đất hoang sa mạc cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thoát nạn thành công. Nhưng những thứ đón chờ họ phía trước là thí nghiệm mới. Sau khi thảm họa nổ ra, thế giới chìm trong bóng tối. Mẹ một mình băng qua đám đông, giao Thomas trong vòng tay mình cho cục thí nghiệm. Bà hy vọng con trai sẽ được bảo vệ và được sống. Thomas nhìn quanh cỗ xe tối om, thấy rằng có rất nhiều trẻ em như mình. Với sự xuất hiện của Ava, cùng nỗi sợ hãi bị nhấn chìm, anh giật mình tỉnh giấc. Sau đó, nam chính lại rơi vào sự hoảng loạn của thực tại. Cả đội bị tấn công, Thomas và nhóm của anh bị lính canh kéo đi. Máy bay trực thăng dưới sự yểm trợ của họ, những người sống sót đã được hộ tống đến nơi trú ẩn an toàn. Người phụ trách có tên là Johnson. Ông giải thích cho Thomas và mọi người. Họ trước giờ đều giải cứu những người trẻ tuổi bị hại khỏi cục thí nghiệm, cung cấp cho họ một nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ họ khỏi sự đe dọa của virus liên quan đến xác sống. Ở nơi trú ẩn thì không cần phải lo gì hết, ăn ngon, ngủ yên, sống tốt. Đợi nhân viên kiểm tra các điều cơ bản xong xuôi, mọi người sẽ được chỉ định đến một thiên đường an toàn hơn. Hóa ra có nhiều hơn một mê cung đang di chuyển. Nhìn rộng ra thì thấy mọi người ở đây là những người may mắn thoát khỏi mê cung, nhưng hầu hết họ chỉ đến trong một hoặc hai ngày. Anh chàng kỳ lạ trong góc, Aris, cũng là người may mắn thoát khỏi mê cung đến cơ sở, và mê cung của anh chàng đó đầy những cô gái ngoại trừ anh ta. Đúng là một người may mắn nhất quả đất mà. Lúc này, giờ ăn đã đến, tiết mục lựa chọn người hàng ngày bắt đầu. Ai được gọi tên cũng vui, bởi vì họ sắp được gửi đến Scott bắt đầu cuộc sống mới. Ai không được chọn sẽ cảm thấy chán nản, nhưng Aris thì ngược lại với những người khác. Anh ta có vẻ sợ hãi khi nghe thấy tên của chính mình. Lúc này, Thomas nhận thấy Teresa được đưa đi nơi khác một mình. Anh vội chạy đến hỏi nguyên nhân tại sao. Người này giải thích rằng cô chỉ đi làm một số bài kiểm tra. Thomas rất lo lắng nhưng không thể nói bất cứ điều gì khác nữa. Vào ban đêm, Aris treo vào phòng của Thomas qua ống thông gió.
Anh đưa Thomas vào khu vực cấm, hai người nhìn thấy bác sĩ đẩy người đàn ông vào cục thí nghiệm y tế, dường như không phải là một vấn đề lớn, nhưng điều kỳ lạ là Aris quan sát người bị đẩy vào bên trong này một lúc lâu cũng không thấy ra ngoài nữa. Rốt cuộc thì những người này đang làm trò gì? Thomas phải tìm ra được chân tướng. Bữa ăn ngày thứ hai, Thomas cố đi theo người được gọi tên ra ngoài, nhưng không may bị vệ binh bắt được. Điều bất thường là lần này Thomas như một ngọn đuốc châm lửa là bùng cháy, lại còn chiến đấu với cả lính canh. Cuối cùng, những người trong ký túc xá đều bị cấm túc. Quay trở lại ký túc xá, Thomas lấy thẻ ra vào mà anh vừa lấy trộm từ lính canh. Anh giải thích cho mọi người về sự kỳ lạ của nơi trú ẩn, dặn dò mọi người hãy yểm trợ hết mình. Sau đó, Thomas đi theo Aris chui vào ống thông gió một lần nữa. Lần này cả hai thành công bước vào cục thí nghiệm y tế, nào ngờ thứ đầu tiên anh nhìn thấy là phôi thai của một con quái vật trong mê cung. Đi vào sâu hơn, họ phát hiện ra rằng những người đã đăng xuất ở Scott đều đang ở đây. Mọi người đều bị treo lên, máu chảy ra và ống được cắm khắp người, dường như đang trích xuất một cái gì đó từ máu. Ngay khi cả hai lặng người và rất sốc, thì Johnson bất ngờ đưa ai đó vào cục thí nghiệm. Thomas và Aris nhanh chóng trốn sau cây cột, và do đó tình cờ nghe được một bí mật lớn hơn. Hóa ra là Ava chưa ngỏm, bà ta lệnh cho Johnson đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm, vì The Ryam, một nhóm kháng chiến nằm ở vùng núi đã phá hủy hai căn cứ. Thomas nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, nên đã chạy nhanh về ký túc xá. Sau khi giải thích về việc Johnson và cục thí nghiệm đang âm mưu gì đó, anh kêu gọi mọi người nhanh chóng bỏ trốn. Khi Johnson đến, thì họ đã trèo ra ngoài theo ống thông gió, đồng thời cũng bắt một nữ bác sĩ làm con tin trên đường đi. Nhưng các lính canh không hề nhẹ tay khi nhìn thấy họ, ngay lập tức có tiếng súng vang lên, nhưng không được phép làm nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì Johnson, người đang săn lùng họ, đã ra lệnh phải bắt sống. May mắn thay, có một anh chàng mạnh mẽ đã hạ gục tên lính canh và tiện tay lấy đi khẩu súng của hắn. Sau khi họ tìm thấy Teresa thì cùng nhau lên đường bỏ trốn. Johnson dẫn người của mình truy đuổi. May là nhờ cửa bị khóa chặt nên đội quân đã đuổi kịp Thomas và những người khác. Johnson khuyên Thomas không nên vội vã rời khỏi căn cứ. Họ chắc chắn sẽ bị hóa kiếp dưới tay Crank. Crank là những người bị biến thành xác sống bởi virus Flare. Nhưng Thomas trời sinh tính cách bộc trực nên không tin. Anh liền bóp cò nổ súng rồi quay đầu ba chân bốn cẳng tháo chạy. Aris cũng rất thông minh và ngay lập tức phá khóa cửa, tạm thời chặn Johnson và nhóm của ông ta tiếp tục đuổi theo. Đoàn người cuối cùng đã đến thế giới bên ngoài thực sự, một thế giới đã bị nhấn chìm trong cát và gần như là một vùng đất hoang. Để thoát khỏi việc bị bắt, họ trốn trong một khu chợ bị bỏ hoang. Bước tiếp theo là định sẽ đi tìm Ava và Johnson để nói chuyện. Nhắc đến The Ryam thì như tục ngữ có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu The Ryam tấn công cục thí nghiệm thì nên chọn về phe đó. Nhưng trước tiên thì cần phải thu thập ít đồ ở đây đã. Trong bóng tối, mọi người dò dẫm với đèn pin. Một lúc sau, họ tìm thấy công tắc điện, nhưng ánh sáng đã đánh thức Crank đang ngủ say. Một thành viên trong nhóm không may bị một Crank cào xước ra khi chạy trốn. Những người khác thì trốn trong đống đổ nát. Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu đi bộ qua nơi bỏ hoang của thành phố. Trước mặt là cát vàng mênh mông, môi trường khắc nghiệt khiến một trong số đồng đội bất tỉnh. Mọi người đành phải khiêng anh ta lên cáng và đi tiếp. Teresa nói với Thomas trong giờ nghỉ rằng mình đã khôi phục toàn bộ trí nhớ. Cô thuyết phục Thomas đưa mọi người trở lại cục thí nghiệm, bởi vì sự thật phức tạp hơn nhiều so với những gì Thomas nhìn thấy. Thomas chuẩn bị hỏi tiếp thì Winston, đồng đội của anh, đột nhiên có phản ứng. Để không làm liên lụy người khác, Winston xin Thomas hãy bắn mình, nhưng ai cũng không nỡ ra tay. Cuối cùng, Neil phải đưa súng cho Winston. Vốn các thanh niên này nghĩ rằng họ đã hoàn toàn miễn nhiễm với virus, nhưng qua chuyện này, họ nhận ra rằng mình cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Xem ra thì không phải mọi đối tượng đều miễn dịch với virus. Mọi người tiếp tục cuộc phiêu lưu trên sa mạc. Cho đến một đêm nọ, Thomas tỉnh dậy và phát hiện ra nền văn minh từ xa. Đúng lúc này thì giông bão ập đến, Minho bị tấn công bởi những tia chớp, nhưng may thay là tổ tiên vẫn còn phù hộ cho anh chán. Họ trốn trong một nhà máy bỏ hoang trong hoảng loạn, nhưng còn chưa kịp thở phào thì Crank bị xiềng xích trong xưởng bỏ hoang đã bổ nhào vào họ. Chưa hình dung ra được tình hình thì một cô em từ trong nhóm Crank bước đến, dẫn mọi người vào bên trong nhà máy. Hóa ra đây là căn cứ tạm thời cho những người sống sót sống theo nhóm. Người đứng đầu là ông chú tên Hoge này. Cô nàng Brenda dẫn họ vào đây là con gái nuôi của Hoge. Hoge cũng là một người có máu mặt. Vừa gặp đã hỏi Thomas và nhóm của anh đến từ đâu và đã đi đâu. Thomas trả lời mình đến từ WCKD và đang tìm kiếm nhóm The Ryam. Khi biết những người này là người của cục thí nghiệm thì Hoge rất vui. Ông nghe nói rằng The Ryam trước giờ đều chấp nhận những đứa trẻ miễn dịch từ WCKD. Thế nên Hoge định lợi dụng nhóm Thomas như một bước đệm để có thể tiến vào căn cứ an toàn mà The Ryam lập nên. Sau đó thì không cần phải trốn ở đây và lo lắng nữa. Thật không ngờ, đàn em của Hoge đã phản bội ông ta vì tiền. Hắn đã bí mật báo tin cho cục thí nghiệm. Ngay sau đó Johnson mang theo một đội quân lớn đến đây. Trong lúc hỗn loạn, Brenda đến vừa kịp lúc để hạ gục tên phản đồ. Cô đã cứu được Thomas và nhóm của anh, nhưng trong lúc bỏ trốn thì Thomas và Brenda bị hỏa lực của cục thí nghiệm chặn lại. Vào thời khắc quan trọng, quả bom của Hoge đã mua từ lâu đã phát nổ, người của cục thí nghiệm bị thiệt hại nặng nề, tòa nhà căn cứ cũng bắt đầu sụp đổ. Hai người mắc kẹt chỉ có thể tìm lối thoát từ ống cống. Ở đó không có gì ngoài những con chuột cống, nhiều nhất chính là Crank đã lâu không thấy mặt trời. Crank ở đây trông như những con ma đói muốn cấu xé loài người. Hai kẻ xui xẻo cùng một lúc đâm vào hang ổ của chúng, rồi bị rượt đuổi cho đến khi bị dồn vào chân tường. Không
không có cách nào nên hai người họ leo lên đống đổ nát. Trong cơn hoảng loạn, Brenda trượt chân ngã đập đầu vào tấm kính. Một khi kính vỡ và rơi xuống thì cô sẽ thăng thiên. Thomas thận trọng tiếp cận và cố gắng cứu Brenda. Đúng lúc đó, một Crane đã đuổi theo và hạ gục cô. Trong lúc nguy cấp đó, Thomas đã tiêu diệt Crane bằng thủy tinh và cứu được Brenda. Mặc dù đã trốn thoát thành công, nhưng Brenda đã bị cắn bởi một Crane. Sau khi băng bó đơn giản thì hai người đến quán bar đã được sắp xếp trước để gặp Jorge. Để đủ điều kiện vào được quán bar, họ phải chơi theo luật của chủ quán. Đầu tiên là phải nhấp một ngụm rượu xanh ngon. Ngay sau đó, Thomas đã có ảo giác trong tiếng nhạc mê người, rồi nhầm Brenda với Teresa và hôn cô, sau đó thì lại bất tỉnh một lần nữa. Trong cơn hôn mê, Thomas mơ hồ nhớ lại mình và Teresa ở trong cuộc thí nghiệm lúc trước. Anh cố gắng nhắc nhở Teresa đừng tin những gì bất cứ ai trong cuộc thí nghiệm nói, vì họ là những người trong kế hoạch của cuộc thí nghiệm. Nhưng trước khi nói xong thì Jansen đã xuất hiện và kéo anh đi. Thomas đột ngột tỉnh dậy. Trùng hợp là người đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt là Teresa. Những người đi lạc còn lại cũng có mặt. Lúc này Jorge đang dùng nắm đấm dạy cho chủ quán ba một bài học. Ban đầu Jorge nghĩ chủ quán là chìa khóa giúp họ tìm được The Right Arm, nhưng sau sự việc lần này thì anh nhận ra hắn ta là kẻ hai mặt. Bề ngoài hỗ trợ The Right Arm trong việc giải cứu người miễn dịch, nhưng lại bí mật cho thuốc lắc vào đồ uống cho những thanh niên miễn dịch như Thomas thử, sau đó thì bán lại cho cục thí nghiệm. Jorge càng nghĩ càng tức nên tiếp tục bồi cho tên này một cú đá nữa. Hắn ta không còn lựa chọn nào khác nên nói cho họ biết vị trí của The Right Arm. Lần theo manh mối này, mọi người lại lên đường. Không ngờ trên đường đi họ lại bị tấn công. Hai phụ nữ trẻ, Harriet và Sonia phục kích đám đông. Ngay khi mọi người chuẩn bị bắt đầu chiến đấu thì Aris đột nhiên đánh tiếng chào hai cô gái. Hóa ra hai người là người quen cũ của Aris trong mê cung. Và thêm vào đó họ cũng biết The Right Arm đang đóng quân ở đâu. Với sự giúp đỡ của hai cô gái trẻ, cả nhóm cuối cùng cũng gặp được Vin, thủ lĩnh của The Right Arm. Nhưng vào lúc này, Brenda bị nhiễm bệnh đã ngã xuống. Vin có kinh nghiệm nên vừa nhìn đã nhận ra vết thương là do Crane gây ra. Thế nên Vin định sẽ bắn Brenda ngay lập tức. Nhưng một bác sĩ ở căn cứ, Mary Cooper, đã đứng ra ngăn lại. Cô đã lấy một ít máu từ Thomas, cho biết nó sẽ tạo ra một loại thuốc giải độc tạm thời, có thể giúp xoa dịu tình hình của Brenda. Hóa ra Mary từng là nhà khoa học của WCKD nên đã nhận ra Thomas ngay và tiết lộ rằng Thomas thực sự là gián điệp của họ trước đây. Anh lẩn trong cục thí nghiệm để cung cấp cho họ rất nhiều tin tình báo. Mary nhớ đến thời gian ở cục thí nghiệm lúc trước. Vào thời điểm đó, họ đã cống hiến hết mình để nghiên cứu, hy vọng tìm ra phương thuốc để cứu thế giới. Một thế hệ thanh niên miễn dịch chính là chìa khóa. Họ nhận ra não của những cá nhân miễn dịch này tạo ra một loại enzyme. Nếu tách các enzyme này ra khỏi máu, thì có thể chế tạo thành một loại thuốc mạnh làm chậm sự lây lan của virus. Nhưng vì nó chỉ làm chậm sự lây lan của virus, vậy nên thỉnh thoảng người nhiễm bệnh cần phải tiêm lại. Nhưng enzyme này không thể tạo ra, chỉ có thể được thu thập từ cơ thể của một người miễn dịch. Cho nên những thanh niên miễn dịch là nguyên liệu để tạo ra thuốc. The Right Arm cho rằng thanh niên trẻ cũng có quyền được sống tiếp, vậy nên họ đứng ra để chống lại cục thí nghiệm. Sau khi nghe giải thích của Mary, Thomas mất trí nhớ cuối cùng cũng sâu chuỗi lại trước sau của sự việc. Điều làm người ta kinh ngạc là sau khi Brenda được tiêm máu của Thomas vào thì tình hình bệnh tật của cô đã được cải thiện đáng kể. Ngay khi mọi người nghĩ mọi thứ đang phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn, thì Teresa lại một mình đứng trên chỗ cao hóng gió, nhìn có vẻ như cô không hề vui chút nào. Thomas tiến tới để an ủi. Teresa bình tĩnh hơn và nói với anh về những ký ức trước đó của mình. Trước khi đến cục thí nghiệm, mẹ Teresa bị virus giày vò đến mất mạng, nên việc tìm ra được thuốc giải đã trở thành ước mơ cả đời của Teresa. Lúc này, cô đã thông báo cho cục về vị trí của mình. Với góc nhìn của Teresa thì động cơ của cục thí nghiệm là tốt, nhưng nếu tất cả những người miễn dịch đều được The Right Arm giấu đi thì sự phát triển của thuốc giải sẽ tiếp tục như thế nào đây? Những người miễn dịch có quyền sống một mình, nhưng những người bị nhiễm bệnh lại không đáng được cứu sao? Vì sự phản bội của Teresa mà căn cứ của The Right Arm chịu sự tấn công điên cuồng từ cục thí nghiệm, những người miễn dịch đều bị bắt sống. Thomas vốn dĩ đã có cơ hội trốn thoát, nhưng để cứu người khác, anh đã chủ động quay lại. Ava đi trực thăng đến hiện trường đích thân chỉ đạo, khuyên Thomas đừng gây thêm rắc rối nữa. Bởi vì theo bà ta thì The Right Arm cũng không chính nghĩa như cái tên của nó. Cục thí nghiệm chỉ là vì muốn tìm ra thuốc giải. Mặc dù quá trình này hơi tàn nhẫn, nhưng thực sự là hiệu quả nhất. Ngược lại, The Right Arm đã làm được gì chưa? Họ chỉ dương cao cái gọi là ngọn cờ tự do chính nghĩa mà gây thêm rắc rối. Lúc này, Mary đứng ra muốn vạch trần tất cả tội ác của cục thí nghiệm. Nhưng nào ngờ, Jansen nổi cơn tam bành nên đã rút súng xử gọn Mary. Thomas giận dữ, lôi những quả bom từ trong người ra để thể hiện quyết tâm không bao giờ trở lại. Khi tình hình đôi bên đang căng thẳng thì Jorge đã lái xe làm gián đoạn. Nhiều thanh niên bị bắt lợi dụng lúc hỗn loạn bỏ trốn. The Right Arm cũng lại tung đòn phản công quyết liệt, một trận chiến ác liệt với thương vong nặng nề. Quân WCKD bắt những người sống sót được miễn dịch, bao gồm Minho, Aris và Sonia. Nhưng mọi người chỉ biết bất lực nhìn cửa sập từ đóng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Finn đã dẫn mọi người dọn dẹp chiến trường. Cuối cùng ông nói với mọi người rằng sẽ đưa những người sống sót đến nơi an toàn. Nhưng Thomas không có ý định lên đường với họ. Anh đã hạ quyết tâm đi giải cứu chiến hữu Minho, cho dù có một mình thì cũng muốn ngăn Ava dừng thí nghiệm tàn bạo này lại. Những người anh em khác đã bị cảm động trước lòng dũng cảm của Thomas, nên họ đồng loạt gia nhập nhóm anh. Lần này họ sẽ phát động một cuộc phản công cuối cùng để chống lại WCKD. Để giải cứu Minho, Thomas và nhóm của anh đã thông qua kế hoạch dài 6 tháng, tìm thấy đoàn tàu của cục thí nghiệm đang hộ tống người miễn dịch. Họ đã lên kế hoạch cho một vụ cướp xe lửa lớn. Jorge và Brenda tấn công từ bên cạnh để thu hút hỏa lực. Thomas và Vin sẽ tấn công từ phía sau, kích nổ quả bom ở ngã ba toa tàu. Họ đã thành công cướp được 5 toa sau của tàu. Còn ở góc máy này thì Jorge và Brenda cũng dụ địch thành công, dụ chúng lên máy bay đã đặt bẫy đặt sẵn.
Sau khi cướp được thì họ đưa toa tàu mục tiêu đi mất. Nhìn cảnh này đúng là ngầu bá cháy bọ chét. Tuy nhiên, trong số hàng chục người miễn dịch được cứu sống thì lại không hề có Minho họ muốn cứu. Dù sao thì cục thí nghiệm cũng biết tầm quan trọng của Minho đối với Thomas, nên đã đi trước một bước, đưa Minho đến nơi khác. Cũng may là những người miễn dịch được giải cứu cung cấp một manh mối mới. Điểm đến của đoàn tàu cục thí nghiệm là một thành phố, nhưng nghĩ lại thì bây giờ toàn bộ thế giới đều ngập trong đống đổ nát, thứ duy nhất có thể được gọi là một thành phố, nơi đó chính là đại bản doanh của cục thí nghiệm. Thomas ngay lập tức lập một kế hoạch giải cứu mới, nếu mọi thứ tốt đẹp thì họ sẽ trở lại sau một tuần nữa, nhưng Vin lại không đồng ý. Ông cho rằng ưu tiên hàng đầu là đưa những người được cứu đến căn cứ trên đảo, không thể vì một mình Minho mà đưa mọi người vào nguy hiểm được. Hơn nữa, họ đã cướp cả một toa tàu của WCKD rồi, không chạy đi mà đợi đó bị úng sao? Vừa nói xong thì máy bay của cục thí nghiệm xuất hiện gần trại. Ơn giời, họ đã tắt công tắc và tắt đèn đủ nhanh nên không bị lộ chính xác vị trí. Điều này cũng khiến Thomas thấy được lời Vin nói có lý, nhưng người anh em đang gặp khó khăn, anh không thể ngồi yên được. Anh quyết định một mình đi giải cứu Minho, nhưng đồng đội không cho phép anh làm anh hùng một mình. Neil và những người khác đã chuẩn bị sẵn xe và chờ đợi cùng nhau lên đường, nhưng nhóm thanh niên này rõ ràng là không giỏi lái xe. Trong một đường hầm bỏ hoang, số đen là họ bị lật xe vì bị Crank tấn công tới tấp. Vào thời điểm quan trọng, Renda và Jorge đã đến kịp thời. Chúng ta hãy nhìn vào thành phố cuối cùng trong truyền thuyết này nào. Để ngăn chặn các cuộc tấn công của Crank, cục thí nghiệm đã xây dựng một bức tường vững chắc ở thành phố duy nhất này. Không được cho phép thì không ai có thể dễ dàng vào đây. Trên tường đều có vũ khí hạng nặng. Một số lượng lớn người tị nạn phản đối và biểu tình bên ngoài thành phố, vì sống trong nỗi lo sợ bị Crank tấn công thật khó khăn với họ. Tất cả họ đều muốn đến thành phố và tìm một nơi để ở. Nhóm Thomas mới đến cũng chỉ có thể loanh quanh bên ngoài tìm thời cơ. Tuy nhiên, máy bay không người lái của cục thí nghiệm đã phát hiện ra con chip trên cổ Thomas. Sau khi Johnson biết được tung tích của họ thì đã cho nổ tung chỗ đó. Thành phố đang ở trong tình trạng khó khăn, tỷ lệ lây nhiễm virus vẫn tăng vọt từng ngày. Ava, người đứng đầu WCKD phụ trách phát triển thuốc giải độc, thực ra họ đã trích xuất từ cơ thể của Minho và lấy được kháng thể virus mạnh nhất cho thời điểm hiện tại, nhưng để chế tạo ra thuốc giải độc sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng các nhà tài trợ đã đề xuất rút tiền đầu tư của họ vào đúng lúc này. Thay vì ném tiền vào nó để phát triển một liều thuốc giải, thì họ nghĩ vẫn nên xây dựng nhiều khu vực an toàn hơn, ví dụ như thành phố cuối cùng, để bảo vệ những người khỏe mạnh. Teresa ở bên cạnh thực sự nghe không nổi nữa. Hiện nay, số người nhiễm bệnh đã gấp 3 lần số người khỏe mạnh. Xây dựng khu vực an toàn cũng chỉ có thể trì hoãn cái hẹo của người bình thường. Vậy nên về cơ bản không thể đánh bại virus. Nếu dừng dự án vào thời điểm này thì những hy sinh trước đó đều vô ích. Với sự nỗ lực tích cực của Teresa, tình hình hỗn loạn tạm lắng xuống, nhưng họ không còn nhiều thời gian nữa. Ở một diễn biến khác, mặc dù Thomas và những người khác không bị thương bởi đại bác của cục thí nghiệm, nhưng trong lúc trốn chạy thì họ lại bị bắt cóc bởi một nhóm phiến quân đeo mặt nạ, và kẻ đứng đầu của nhóm nổi loạn này chính là Gali. Trước đó sau khi tiêu diệt chắc thì Gali đã bị Minho đâm giáo vào ngực, sao giờ lại sống khỏe mạnh được vậy? Có vẻ như mạng quèn này của anh ta cũng dai lắm. Khi Thomas nghĩ đến chắc phải ra đi như nào thì phát tiết luôn. Anh lập tức lao đến cho Gali một đấm. Neil tách hai người ra và nói, lúc đó Gali cũng bị Crank cắn nên mới mất trí, phạm sai lầm. Nhưng Gali là người của trại ban đầu, sao lại đến được đây? Anh ta chắc chắn không trói họ lại để đánh đập hay bắt, mà muốn hợp tác với nhóm của Thomas. Không phải Thomas muốn vào thành phố cuối cùng đấy sao? Mà Gali vừa khéo biết được lối vào bí mật. Sau khi hai bên bình tĩnh lại, Gali đưa họ đến gặp thủ lĩnh phiến quân, Lauren. Lauren cũng là người cứu mạng Gali vào lúc đó. Nhìn là thấy Lauren đã bị nhiễm virus khá lâu. Virus không chỉ khiến anh ta bị mất mũi, mà còn làm nửa người bên phải phát triển quá mức, với lớp da sừng giống như vỏ cây già. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, lúc nào Lauren cũng phải có huyết thanh miễn dịch bên cạnh. Thomas đã nảy ra một ý, là sẽ đàm phán về huyết thanh, thứ mà ông ta cần nhất vào lúc này. Lauren không hề phủ nhận, ngay lập tức đồng ý giúp Thomas đi vào thành phố cuối cùng bằng lối bí mật. Sau khi đạt được thỏa thuận, Gali đưa nhóm Thomas đi qua hệ thống cống rãnh. Sự thịnh vượng của thành phố vẫn như trước khi virus bùng phát, những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, chỉ là mỗi khi đến thời gian cấm túc thì đường phố vắng vẻ. Vì sự xuất hiện của Thomas và những người khác nên Johnson càng cảnh giác. Trụ sở của cục thí nghiệm chật kín bảo vệ, tầng nào cũng lắp đặt máy quét, đầu đầu cũng có camera, nó giống như một tòa lâu đài không thể phá vỡ. Sau khi khảo sát thì Gali nghĩ cách duy nhất là bắt Teresa đi. Có người phản đối vì trước đây Teresa đã phản bội mọi người, và đương nhiên là Thomas cũng không muốn. Anh không thể tha thứ cho sự phản bội của Teresa, nhưng cũng rất thích cô. Lúc này Teresa đã phải chịu sự đả kích nghiêm trọng nhất, huyết thanh mạnh nhất mà cô tạo ra từ máu của Minho, nhưng sau khi dùng nó tiêm cho cô gái nhiễm virus thì vẫn không ổn. Điều tồi tệ nhất là Ava nhận ra virus đã bắt đầu lây lan trong không khí, nhiều nhất là một tháng, tất cả mọi người trong thành phố sẽ bị nhiễm bệnh. Johnson cảm thấy không cần phải bi quan, đến lúc đó cứ mang người miễn dịch đến một căn cứ khác là được. Ava hỏi ngược lại rằng nếu họ dùng hết người miễn dịch rồi mà vẫn chưa điều chế ra thuốc gì tính sao? Có lẽ cái gì nên đào thải thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Thay vì hành hạ những thanh niên này, thì thà rằng chấp nhận sự sắp đặt của tự nhiên, con người nên để hy vọng lại cho thế hệ tiếp theo với khả năng miễn dịch. Tình hình ngày càng nguy cấp, Neil cũng bị nhiễm bệnh một cách khó hiểu. Sự cân nhắc của Thomas về Teresa đã phải gạt sang một bên, bởi vì phải cứu những người anh em nên buộc phải lợi dụng Teresa để vào WCKD. Thomas phụ trách lộ mặt để dụ Teresa đến một nơi không có người, sau đó thì bắt cóc và đưa Teresa đi. Mọi người có kế hoạch sử dụng Teresa làm con tin, giúp họ lẻn vào tòa nhà cục thí nghiệm và giải cứu Minho. Teresa đấu tranh nội tâm, một mặt cô thấy mình đang đấu tranh cho công lý,
Cho dù có bao nhiêu người hy sinh để phát triển thuốc giải, điều đó cũng đáng, nhưng đồng thời với tư cách là nhà nghiên cứu, thì thực sự Minho giờ đã không còn giá trị lợi dụng nữa, vì huyết thanh của anh ta không cứu được người. Tóm lại, cuối cùng Teresa đã quyết định giúp họ, để không bị phát hiện bởi các thiết bị giám sát của cục thí nghiệm. Teresa đã giúp tất cả mọi người lấy con chip ra khỏi cổ. Lúc này, cô vô tình phát hiện ra Brenda bị Crank cắn nhưng vẫn bình an vô sự. Sau khi hỏi ra mới biết Brenda chỉ tiêm một mũi huyết thanh, đó là vào vài tháng trước, khi còn ở căn cứ của The Ryan. Bác sĩ Mary đã lấy huyết thanh từ cơ thể Thomas. Teresa, người ban đầu nghi ngờ sự tồn tại của thuốc giải độc, đột nhiên lại cảm thấy có hy vọng. Cô khuyên Thomas có thể làm một cuộc thử nghiệm với cục thí nghiệm, nhưng anh không còn tin tưởng cô nữa, nên không bị nao núng. Teresa cũng không nói thêm mà lẳng lặng lấy đi băng gạc có máu của Thomas. Do sự kiểm soát chặt chẽ của tòa nhà cục thí nghiệm, tầng nào cũng có lính canh gác. Vì vậy, New và Gali cải trang thành cảnh sát đặc nhiệm, hộ tống Teresa vào trong. Sau khi qua cổng an ninh có máy quét thành công, họ dò dẫm vào cầu thang do Teresa dẫn đường để phá hủy các sợi dây cáp, phối hợp đột nhập vào hệ thống mạng của cục thí nghiệm. Chẳng mấy chốc mọi người đã tìm thấy phòng giam, những thanh thiếu niên miễn dịch bị giam cầm được giải cứu. Nhưng tiếc là Minho không nằm trong số họ. Teresa thông qua hệ thống phát hiện ra Minho đã được chuyển đến bộ phận y tế ở phía bên kia của tòa nhà. Thế là cả ba quyết định chia thành hai nhóm, Gali chăm sóc người miễn dịch và ở lại để tìm huyết thanh, trong khi Thomas, New và Teresa sẽ phụ trách đi tìm Minho. Thế nhưng đi được nửa đường thì họ đụng độ Johnson trong thang máy. Lúc này Thomas và New đã cải trang thành những người lính của WCKD, Johnson cũng không nhận ra được. Còn Teresa lo lắng đến mức nuốt nước bọt liên tục. Ngay khi họ bước ra khỏi thang máy và nghĩ rằng không bị gì, thì Johnson cảnh giác được có điều gì bất ổn nên cầm súng đi qua đây. Tình thế cấp bách, Teresa nhốt Thomas và New bên trong cửa kính, yểm hộ cho hai người trốn thoát lên tầng trên cao. Bên đây, Minho cũng không hề nhàn rỗi tí nào. Ngay cả trong tình trạng tệ nhất thì anh vẫn hạ gục được bác sĩ. Sau đó, New và Thomas cũng đến đây, ba người bạn đoàn tụ. Nhưng ngay sau đó, họ lại bị súng đạn của lính canh dồn vào một căn phòng. Tình thế khó xử khi mà Johnson cậy cửa xông vào. Cả ba quyết định nhảy xuống hồ bơi ở tầng dưới. Đơn giản nhưng hiệu quả, nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm, bởi vì họ đã lọt vào tầm ngắm của bốn tên lính canh từ trước đó rồi. Khi mà ba người nghĩ rằng khó thoát khỏi tử thần, thì một trong những lính gác đã quay người sang bắn đăng xuất ba người đồng đội. Nhưng đúng ra thì là ba kẻ địch. Tên lính canh giả này chính là Gali. Hóa ra, sau khi Gali giao người miễn dịch và huyết thanh cho Brenda, thì anh đã quay lại hiện trường để có thể tiếp viện. Và lúc này, Brenda đã biến thành tài xế xe buýt ngông cuồng nhất. Brenda bị buộc phải chạy trốn cùng với những đứa trẻ miễn dịch để tránh bị bắt. Mặc dù thoát được việc bị truy đuổi, nhưng cổng thành được bảo vệ nghiêm ngặt và gần như không thể xông ra. Cũng may là Brenda còn có phương án dự phòng. Tài xế xe cẩu Freepen chính thức ra trận. Với sự hợp tác của Brenda, anh đã di chuyển toàn bộ xe buýt đi. Sau khi quay một vòng góc rộng thì xe buýt hạ cánh êm ái bên ngoài bức tường cao. Những người ngồi trên xe cũng không hề hấn gì. Đúng là tài năng đỉnh của Chop, không chê vào đâu được luôn. Trong khi đó, Lauren tập hợp phiến quân bên ngoài thành phố để khuyến khích họ chinh phục thành phố cuối cùng. Lauren phát động tấn công liều mạng, thổi bay một khoảng trống trong bức tường thành phố. Tại thời điểm này, cục thí nghiệm đã bị tấn công mạng nên mất khả năng huy động pháo binh phòng thủ. Quân nổi loạn dưới thành phố nhân cơ hội đó tung đòn cuối cùng, xông thẳng đến cục thí nghiệm. Thành phố cuối cùng đột nhiên chìm trong biển lửa chiến tranh, nhưng Thomas và những người khác đã bị kẹt ở giữa đành phải trốn. Nhưng lúc đó tình hình của New đột nhiên trở nên tồi tệ hơn, đôi môi thâm đen, cơ thể không ngừng co giật. Anh đưa mặt dây chuyền của mình cho Thomas và nói lời tạm biệt lần cuối. Thomas không muốn bỏ lại người anh em của mình, anh vội vàng nhờ Minho và Gali đi tìm Brenda để lấy huyết thanh. Nhưng ngay sau đó New lại bất tỉnh. Sau đó, giọng nói của Teresa vang lên trên đài phát thanh. Cô nói với Thomas, chỉ cần anh quay trở lại cục thí nghiệm thì có thể cứu được New. Hóa ra Teresa đã thử nghiệm trên máu của Thomas ở miếng gạc. Cô nhận ra chất độc trong cơ thể Thomas không chỉ làm chậm sự xâm nhập của virus mà cũng có thể tấn công ngược lại. Điều đó có nghĩa là huyết thanh của Thomas có thể chữa khỏi bệnh, chỉ có anh mới có thể cứu cả nhân loại. Ông trời giao trọng trách cao cả cho Thomas. Anh còn chưa kịp hiểu hết cái gọi là cứu cả nhân loại thì New dần mất trí vì virus. Anh ta muốn tấn công Thomas. Trong quá trình phục hồi ý thức gián đoạn, New cầu xin Thomas hãy hóa kiếp cho mình, nhưng sự tỉnh táo lại nhanh chóng bị lấy đi. Anh ta lại ghim Thomas xuống lần nữa, xong rồi lại tỉnh táo. New chộp lấy khẩu súng và định tự sát, nhưng nhanh chóng bị Thomas ngăn lại. Sống không được mà nghèo cũng không xong. New lại rơi vào trạng thái điên loạn. Anh ta cầm dao đâm thẳng vào ngực Thomas. Thomas không thể chịu được việc làm tổn thương New nên thành ra bị động. Anh chỉ muốn cầm cự cho đến khi Brenda lấy được huyết thanh. New đã dùng chút lý trí cuối cùng để tự đâm thẳng vào tim mình, bởi vì anh không có lựa chọn nào khác. Mất thêm một người bạn thân, Thomas phải chịu nỗi đau quá lớn. Anh quay lại cục thí nghiệm tìm Ava để hỏi rằng có thật là mình cứu được nhân loại hay không. Nếu như huyết thanh của một mình anh có tác dụng, vậy thì có thể tha cho những người miễn dịch khác không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Ava, Thomas làm rơi khẩu súng lục, nhưng nào ngờ, lúc này Johnson lại xuất hiện và bắn Ava, sau đó hạ gục Thomas và lôi anh vào cục thí nghiệm. Hóa ra là hắn muốn độc chiếm thuốc giải, chỉ những người chinh phục được mới có được thuốc giải quý giá này. Ông ta muốn hoàn thành những tham vọng chưa xong ở Westeros, đó chính là thống trị thế giới, nhưng trước hết thì phải sống được cái đã. Thực ra Johnson cũng đã bị nhiễm bệnh. Sau khi Johnson lấy được máu của Thomas thì yêu cầu Teresa làm thuốc giải. Teresa cũng đã làm ra được một lọ. Ngay khi Johnson chuẩn bị tiêm huyết thanh thì Teresa đã tấn công hắn từ phía sau. Điều ước của
Teresa từ lâu là tìm ra phương pháp chữa trị cứu nhân loại, nhưng cách làm của Jansen khiến cô không chịu được. Teresa cởi xích cho Thomas rồi hai người chạy trốn cùng nhau. Trên đường đi, Thomas bị Jansen bắn vào bụng. Hai người trốn vào trong phòng nghiên cứu Crank mà Jansen vẫn theo sát. Sau khi Teresa bị phát hiện, cô đã tự nguyện giao nộp số thuốc giải còn lại, cầu xin Jansen tha cho Thomas. Nhưng Jansen không thích làm thế đâu. Lão đe dọa Thomas bằng mạng sống của Teresa. Thomas đứng dậy, dùng hết sức bình sinh để lấy đồ đập vào đầu Jansen, nhưng mà không trúng. Mày đã bỏ lỡ rồi thằng danh con ạ, đúng vậy không? Ngay khi vừa nói xong thì kính trong phòng giam vỡ tan. Cứ như vậy, Jansen bị hai con Crank cắn mất mạng. Teresa trốn lên tầng cao nhất của tòa nhà cùng với Thomas bị thương nặng. Ở đó, Teresa đã giao lại lọ thuốc giải độc duy nhất cho Thomas. Tình cờ là Jorge và những người khác ở trên máy bay đã thấy hai người, nhưng do đám cháy quá lớn nên máy bay không thể lại gần. Sau bao nhiêu lần cố gắng thì Teresa cũng đã đưa được Thomas lên máy bay, nhưng chính cô lại chọn ở đây khi trụ sở sụp đổ và chìm trong biển lửa. Khi Thomas tỉnh lại thì anh đã đến được căn cứ trên đảo. Nơi đây nhìn có vẻ còn rất nguyên thủy, nhưng không còn bị làm phiền bởi virus quần què kia nữa. Nếu không vì vết thương do đạn bắn, Thomas sẽ cảm thấy như vẫn còn trong mơ. Cuối cùng họ đã đến thiên đường mà họ hằng mong ước, và họ cũng sẽ sớm xây dựng ngôi nhà mới ở đây, và những người bạn đã hy sinh vì điều này cũng sẽ được khắc tên lên đá để mọi người đời đời nhớ đến họ. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các tập phim tiếp theo trên kênh.